dứt điểm từ xa, quá tuyệt vời. Và trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã bay người hết cơ để cản phá, quá đẹp mắt. Đình Bắc sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Đánh đầu chiến thuật không được. Vừa rồi là cầu thủ Enstepon theo rất sát đối với trung vệ Steven, đã có pha va chạm và trọng tài Đỗ Anh Đức đã dừng trận đấu. Đường chuyền vào, bao lô, vẫn là bao lô, đường chuyền thuận lợi, không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Và trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã khép góc rất tốt sau tình huống dứt điểm của Xuân Tú. Vẫn là Xuân Tú. Một pha kiến tạo. Mặc dù các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh họ đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng đội chủ nhà vẫn đang chủ động chơi phòng ngự phản công. Đánh đầu. Phải mất 3 nhịp thì thủ môn Patrick Lê Giang mới bắt được trái bóng. Trước đó là một pha đánh đầu trong tư thế rất khó của Paulo Quadrado. Pha xử lý khá hay sau đó của thủ môn Patrick Lê Giang. Và những nhịp đầu tiên thì anh đã mắc lỗi. Zago, đường chuyền. Đây là cơ hội, không vào. Tại sao không ngược ra tuyến 2 cho Hoàng Vũ Samson? Rất khó chịu. Một tình huống đá thẳng. Trọng tài đã thổi phạt đối với Hoàng Vũ Samson. Một tình huống đá phạt rất tốt của trung phong, nhưng thủ môn Patrick Lê Giang đã chơi tập trung. Xét về thành tích đối đầu của hai câu lạc bộ, và đá phạt khó chịu của trung phong. Những lần đối đầu với nhau thì các cầu thủ Hoàng Vũ Samson chuyển hướng tấn công rất tốt. Zago đột phá, chắc chắn là đột phá. Zago ngược ra một chút nữa sẽ thuận lợi hơn. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã bắt bài. Đình Bắc, rất khó cho Đình Bắc. Trong pha bóng vừa rồi thì trung vệ Brandon cũng đã bắt bài. Hoàng Vũ Samson, quá hay. Mạnh Ngọc Hà dứt điểm từ xa, quá tuyệt vời. Và trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã bay người hết cơ để cản phá, quá đẹp mắt. Người sút xa hay và người cản phá cũng hay. Chuyền bóng rất thoáng của Hoàng Vũ Samson. Và sút xa của Mạnh Hoàng Hà cũng đi khoảng 35m, bóng đi cực kỳ khó chịu. Đánh đầu, không vào. Có lẽ đó là pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson. Và chúng ta thêm một lần nữa thì Patrick Lê Giang lại cứu thua.